tối ngày 26 nhá, em đi Hà Nội về hơi muộn, 10 giờ hơn rồi nha. Em cũng xuống em bật điện lên em quay được cái clip mã 150. Con này là các bạn nghe thấy là giọng thổ đấy, giọng thổ rõ thổ luôn. Và con này thì con chim đủ cườm rồi, gáy 4 tiếng đấy. Quý vị các bạn có thể theo dõi qua cái hình hài của nó đấy, nó là con bậu ở cái vị trí thứ hai tính từ ngoài vào. Em sẽ quay mặt mũi tương đối rõ ràng một chút để cho anh em xem. Vừa gáy xong đây, quay chút mặt mũi hương tương tá của nó. Đó, chính là con này nhá. Con này các bác nhìn này, đó, khóe mắt rất là rõ. Đấy là nó gáy gọi thì giọng nó là thổ như vậy, thì còn giờ nó mà gù thì giọng rất là khủ khụ luôn. Đó, con này thì em để giá công khai là 700k nhá, anh bao ship khu vực miền Bắc. Đó, đây. Và em sẽ bắt riêng ra cái lồng để cũng như là nhớ cho anh em, mai anh em nào chốt em sẽ gửi đi luôn. Đấy, bắt trực tiếp luôn, không phải là cái gì cả. Đấy. Đấy, bắt được luôn nhá. Đây, rất là to, cực kỳ to luôn. Ôi, đang hơi vội, 700.000 hơi sớm. Đấy nhá, 700.000. Đấy, anh em nhìn cho nó rõ nhá. Em để đúng vào cái lồng cạnh cái cầu giao điện này. Đấy. Đây. Rồi, đó, cho các bác xem tướng tá hình hài của nó như nào nhá. Quá đã luôn, to. Đấy. Anh em nào xem khuya thì chốt khuya, mã số 150, số của chú Thao là 0335305982. Giọng thì các bác nghe rõ bác nãy rồi, em quay hơi xa xa nhưng mà nghe rõ giọng thổ rồi.